Bình Thủy. Đây cái đuôi đỏ đỏ đây là con cá đực. Đầu nó có lết nhanh này, giống hình chiếc tàu phải không? Cà phê, cà pháo gì đâu mà. Thế này, lên đầu rồi nè. Này mới rõ này. Cái vây của nó màu xanh kìa. Buổi tối này quay còn rõ hơn ban ngày nữa. Có để ánh đèn. Quá đẹp. Tối thì nhìn mới đưa lên hôm qua đấy. Ở dưới núi nó nọ nó chảy.